Sau kẻ mỹ nhân Việt diễn cảnh khóc, Nhã Phương rất sượng trần, Hồng Diễm không tốn nhiều nước mắt. Nhã Phương, với gia tài phim ảnh đồ sộ, đặc biệt là ở thể loại tình cảm lãng mạn, Nhã Phương từ lâu đã được mệnh danh là thánh khóc của màn ảnh Việt. Danh hiệu này được đặt cho bà xã Trường Giang không phải bởi biểu cảm xuất sắc mà vì cô nàng khóc quá nhiều, phim nào cũng thấy khóc nhưng không hề lột tả được hết cảm xúc của nhân vật. Những cảnh khóc của Nhã Phương đều thể hiện mặt mày nhăn nhó, nước mắt đầm đìa nhưng trông chẳng thật chút nào. Nhiều bộ phim mà Nhã Phương tham gia diễn xuất cứ tới cảnh khóc là khán giả chỉ muốn chuyển kênh. Thu Quỳnh, ở thời điểm hiện tại, Thu Quỳnh được đánh giá là nữ diễn viên thực lực của làng điện ảnh Việt với diễn xuất ổn định trong loạt phim có rating cao bất ngường. Với lối diễn xuất giàu kinh nghiệm, Thu Quỳnh thể hiện những cảnh khóc rất tốt. Đặc biệt hơn nữa, cô toàn đóng những nhân vật có tâm lý nặng nên việc bộc lộ cảm xúc nhân vật cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, dù có nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và lối diễn cuốn hút, nhưng Thu Quỳnh khi đóng cảnh khóc trông bớt xinh hơn hẳn. Nhiều khán giả còn nhận xét Thu Quỳnh có nhiều cảnh trông có phần đáng sợ. Có lẽ một phần vì những vai Thu Quỳnh đóng đa phần phản diện nên những phân đoạn khóc là nhân vật đã ở cùng cực, rất đáng thương. Phải công nhận rằng, dù cho diễn thể loại vai nào thì nữ diễn viên sinh năm 1988 vẫn có thể cân đẹp được, góp phần làm nên thành công của các bộ phim dù là vai chính hay phụ. Phương Oanh. Phương Oanh là nữ diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến trong vài năm trở lại đây khi góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách của đài truyền hình Việt Nam. Cô đóng tốt nhiều thể loại vai khác nhau và có nhiều phân đoạn phim lấy đi nước mắt của khán giả. Đặc biệt có những cảnh đau đớn, giằng xé chạm đến cảm xúc người xem. Phương Oanh hóa thân thành các nhân vật từ mỏng manh, yếu đuối đến mạnh mẽ, cá tính đều thể hiện tốt. Mặc dù tay ngang nhưng cô đã thể hiện niềm đam mê diễn xuất và nghiêm túc với sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên cũng có nhiều khán giả cho rằng nếu như gương mặt Phương Oanh không đụng chạm thẩm mỹ để thay đổi thì chắc có lẽ những phân đoạn diễn khóc sẽ trở nên tự nhiên hơn, đỡ căng cứng hơn. Quỳnh Cun. Quỳnh Cun là nữ diễn viên được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Tuy nhiên ở cảnh khóc, cô nàng là thể hiện không được tốt cho lắm. Không phải nhăn nhó khi khóc giống như các diễn viên khác, mà Quỳnh Cun biểu cảm khá đơn điệu ở những phân cảnh cần nhiều cảm xúc. Xem phim của Quỳnh Cun, khán giả thấy cảnh khóc của cô nàng đơn giản chỉ là nhăn nhẹ gương mặt và rơi nước mắt, chứ hoàn toàn không chứa đựng nhiều cảm xúc của nhân vật. Chính vì lẽ đó mà dù có khóc lóc, đau khổ thế nào thì trông Quỳnh Cun vẫn cứ đẹp khi lên hình. Có lẽ một phần lý do là những nhân vật Quỳnh Cun đóng thường là tuýp người có phần cá tính nên các phân đoạn khóc không giằng xé, gào thét nhiều và thường biểu đạt qua ánh mắt, thể hiện sự nội tâm. Hồng Diễm. Hồng Diễm là một trong những nữ diễn viên được khán giả mệnh danh người đàn bà khổ nhất phim Việt, thế nên phim nào cô cũng có cảnh khóc lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Với giọng nói nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, lối diễn chân thật của Hồng Diễm luôn chạm đến trái tim người xem để có được sự đồng cảm với nhân vật. Đặc biệt, dù không tốn nhiều nước mắt, không gào thét nhưng những biểu cảm, cử chỉ lời nói của Hồng Diễm luôn thể hiện được hết những cung bậc cảm xúc của nhân vật. Ngoài cảnh hôn thì cảnh khóc chính là phân cảnh lấy đi nhiều thời gian của các đoàn làm phim. Có những lúc các diễn viên phải diễn đi diễn lại mà vẫn không thể lột tả được cảm xúc nhân vật. Hy vọng trong thời gian tới, dàn diễn viên xinh đẹp sẽ thể hiện ngày càng tốt hơn trong loạt tác phẩm mới để chinh phục khán giả truyền hình. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, so your style.